Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Trương Sung và Thẩm Lãng từ đầu tới cuối đều mâu thuẫn chính trị, không có tư thù. Vậy nên sau khi phân thắng bại, hai người có thể nói là vừa vui vẻ lại vừa thù hằn. Đến Thẩm Lãng rất là thú vị, mặc dù trông hắn có vẻ thô tục không chịu nổi, không gì hơn được, mỗi hành động nhỏ cũng đều được hắn tính toán cẩn thận. Nếu như cái bát sứ này tinh xào tỉ mỉ, khéo đẹp vô cùng, cẩn thận kỹ lưỡng. Trương Sùng, ngươi nói xem ta có nên giết Thẩm Lãng hay không? Không. Tại sao? Tên đó là một lưỡi dao sắc bén. Là một lưỡi dao còn sắc bén hơn là cả tội thần. Cùng lúc đó, biệt viện Kiên Thị. Thẩm Lãng mình không phòng chống, không ngủ được. Hơn nữa, bắt đầu tiến hành phân tích tình hình. Đầu tiên, quốc vương không giết ta, vì chỉ cần người khác không ép ta, ta sẽ không làm phản. Mà nếu ta chết, nhạc phụ nhất định là sẽ quay người tìm đến ngô quốc. Quốc vương sẽ không thể nào gánh vác được nguy hiểm. Còn phong tước Kim Thị, quốc vương nhất định là không muốn một cái tên Huyền Vũ được phong lại thành Kim Thị. Thậm chí còn không muốn cho tước vị hầu tước. Nhưng mà ta tới quốc đô, vậy thì nhất định là phải cướp được phong hiệu Huyền Vũ hầu cho nhạc phụ. Nhiệm vụ 1, lấy danh hiệu Huyền Vũ hầu cho nhạc phụ. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của ta, lộ triều hầu tuyệt đối là không cần. Sau đó diệt Tô Thị. Mà nhiệm vụ này rất là lớn, suy cho cùng Tô Thị cũng là một nhân vật lớn chân chính, không chỉ đơn giản là một quý tộc danh tiếng nhất nhì. Hơn nữa, bản thân hầu tước Tô Nan vẫn là thái tử thiếu bảo, đại tướng quân trấn quân, muội muội còn là tô phi của quốc vương. Nhiệm vụ thứ 3, nâng đỡ ngũ hoàng tử Linh Chính. Dường như Ninh Chính là con trai bị quốc vương chán ghét nhất. Không còn một chút thế lực nào, cố gắng nâng hắn ta lên, cũng khó như nào leo lên trời. Nhưng mà sở trường lớn nhất của Lãng gia ta chính là tạo ra kỳ tích. Bằng cách này, người không thể dựa vào thái tử và tam hoàng tử, giờ đã có chiếc ô bảo vệ của riêng mình, có thể chiến đấu chống lại Tô Thị. Nếu hôm nay ta muốn giết chết Tô Năn, thì nhất định là sẽ truyền ra ngoài. Như vậy thì tam hoàng tử và thái tử sẽ vì ta mà muốn đối phó với Tô gia mà tạm ngừng động thủ. Tô gia và Kim gia đều không đứng trong cuộc chiến giành phe. Bọn họ nhất định là sẽ ngồi yên xem hổ đấu. Dù là muốn xuống tay với ta thì cũng phải đợi, lấy được nhiều lợi ích hơn. Thái tử, được, để hai nhà các ngươi cắn nhau đi. Tam hoàng tử, hơn nữa ta vẫn còn một chiếc ô bảo vệ tạm thời. Tam công chúa Linh Diễm, tên riêng Tam quả phụ. Tam quả phụ Linh Diễm không phải là quả phụ thật. Nghe đồn nàng ta và phu gia cãi nhau không thể nào giải quyết. Nàng còn tuyên bố với mọi người rằng nàng chính là quả phụ. Thẩm Lãng thông qua một số nguồn tin tức cũng biết được rằng nàng suýt chút nữa thì giết chết phu quân của mình, vậy nên mới tự xưng là quả phụ. Nói tóm lại là nàng có một mối quan hệ xấu với nhà chồng, rời cũng không rời đi được. Mà gương vỡ lại lành cũng khó. Quốc vương vì chuyện nó nên thấy rất là áy náy với nàng, vì vậy đã đặc biệt dung túng. Nàng cũng từ đó mà trở thành một mối họa lớn ở kinh đô. Người phụ nữ này ngực to nhưng mà không có não. Cô ta có võ công mạnh mẽ, kiêu ngạo và vô lý, làm đủ mọi việc ngẫu nhiên chỉ để mua vui. Cô ta là một người phụ nữ hoàn toàn điên rồ, nhưng cô ta lại là người thích hợp nhất để làm đồng minh. Ngực to không não, loại thân phận cao quý như vậy lại còn đấu đá bừa bãi, chuyên quyền hống hách, vô cùng hợp với ta. Tam quả phụ, hôm nay ta trêu chọc làm nhục cô, sao cô còn chưa tới giết chết ta? Mau mau đến giết chết ta đi nào. Sau khi Trương Sung trở về nhà lao của đại lý tự, bỏ đi, trời sinh con người như vậy cũng không dễ dàng, tạm thời thừa nhận ngươi. Sắc phong Kim Trác làm nội triều hầu, tạm thời cho Kim Thị cai quản nội triều thành Khâm Thử. Nội triều hầu, Kim Trác, ta phong ngươi làm hầu tước, xem ngươi có tiếp nhận hay không. Nếu như ngươi không nhận, tới lúc đó không lấy được phong hiệu hầu tước, vậy thì chỉ trách ngươi thôi. Ý chỉ này ngày mai đưa tới Kim Thị. Vâng.
Mặc dù gã béo Kim Mộc Thông đã nhiều lần bị mọi người lãng quên, nhưng mà hắn đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Kinh Đô vào thời điểm này. Thậm chí tới cả Mục Tiêu Tam Quả Phụ của Thẩm Lãng cũng quen biết người này, còn đích thân tới gặp Kim Mộc Thông. Chỉ vì Đấu Phá Thương Khung trở nên rất là nổi tiếng, nên không biết cuốn sách này đã bán được bao nhiêu bản, khiến cho những người bán sách in cuốn sách này thu được lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, danh tiếng này không mấy tốt đẹp, hoàn toàn khác với việc Phong Nguyệt Vô Biên được giới thượng lưu đánh giá cao và quay kinh điển, và quay là kinh điển. Đấu Phá Thương Khung vẫn được xuất bản dưới bút danh là Lăng Tiêu Tiếu, vừa mới mở bán ngay lập tức tạo nên làn sóng ở kinh thành, có thể nói là càng ngày càng đắt đỏ. Có rất nhiều quan viên mua về để xem, kết quả đồ đây là cái quái gì thế này, cái gì mà đấu khí đại nục, cái gì mà 30 đông Hà Đông, 30 năm bên Đông, 30 năm bên Tây, đừng có mà lừa thiếu niên nghèo. Biết cái gì đây trời, những bài thơ này của ta đâu rồi? Sự hiểu biết của ta về cái vấn đề thế gian chỉ là kiến thức. Bài văn nhân, tình đạt luyện tức của ta đâu? Nhưng mà lại có một người xem tới mức say mê. Người bình thường võ giả, thậm chí còn bao gồm cả học sinh quốc tử giám và thái học. Hay quá, kích động quá, xuất sắc quá, đám thư sinh này vừa kêu vừa xem, hoàn toàn không dừng lại được. Tuy nhiên, đám học sinh của quốc tử giám và thái học này lại không dám xem ở nơi công cộng nên chỉ có thể xem một mình trong phòng hoặc là từ bên kia nhà vệ sinh. Đấu Phá Thương Khung, tứ thư không nghĩa, tứ thư thông nghĩa. Một số thiên tài thậm chí còn nghĩ ra ý tưởng lột bìa của tứ thư thông nghĩa và bọc chúng lên trang bìa của Đấu Phá Thương Khung và Phong Nguyệt Vô Biên. Người thích xem hay không có quyền nói, không thích xem mắng lên trời. Cuốn sách mới này viết cái mẹ gì thế, không bằng được Phong Nguyệt Vô Biên, bị ngu rồi nhỉ. Lãng Lăng Tiếu Tiếu thực ra là hai người, một người là Thẩm Lãng, một người là Kim Mộc Thông. Vì vậy cuốn sách của Kim Mộc Thông trở nên rất là nổi tiếng và được bán khắp nơi trên thế giới, nhưng mà lại bị mắng mỏ. Phong Nguyệt Vô Biên là của Thẩm Lãng viết, Đấu Phá Thương Khung loại của độc này là của Kim Mộc Thông viết. Thì ra là vậy, bút danh này phải tách ra chứ. Nhưng mà dù thế nào, Kim Mộc Thông cũng rất nổi, trở thành người có tên tuổi ở quốc tử giám. Hầu như tất cả học sinh đều là độc giả của hắn, nhưng 90% trong số họ sẽ mắng hắn khi nhìn thấy hắn, nhưng sau khi về tới nhà lại lôi cuốn sách đó ra lật ngược lật xuôi, đọc đi đọc lại. Phải đi ỉa cũng đọc rồi trời. Người bán sách cũng liều mạng thúc giục Kim Mộc Thông, mau chóng viết tiếp tập 2 đi, nhiều người đợi đến điên rồi. Còn có cả Linh Diễm, cô ấy nói, ngươi còn không mau xuất bản tập 2, cô ấy sẽ giết chết ngươi. Người bán sách, ta cũng muốn viết lắm, nhưng mà tỷ phu vẫn chưa có dàn ý. Tỷ phu, bao giờ huynh mới đến quốc đô đây? Huynh không biết, ta nhớ huynh biết bao. Lúc năm mới, các người tới cả một phong thư cũng không gửi cho ta. Các người sẽ không lãng quên ta đâu nhỉ? Phủ của công chúa Linh Diễm. Phụ thân ta là bá hầu, đã từng là hộ bộ thị nàng, các ngươi dám, sao các ngươi lại dám làm vậy với ta? Ngươi lại dám nói với mọi người là mông của công chúa điện hạ cao, đáng chết. Trong phòng, sách hay đúng là sách hay quá, ta phải đọc tới 5 lần rồi, trên thế giới này không có cuốn nào hay hơn thế này. Tam công chúa Linh Diễm. Cuốn sách do tên rác rưởi Thẩm Lãng kia viết, vậy mà lại dám dùng giống tên với Đấu Phá Thương Khung. Chó chết rác rưởi thối tha, xứng đáng bị ném vào hố xí. Mau đem cuốn sách này ném vào trong hố xí. Vâng. Hay quá, đã đọc 6 lần rồi, mà ta vẫn thấy hay như vậy. Đi hỏi người bán sách, Đấu Phá Thương Khung và Phong Nguyệt Vô Biên bao giờ mới ra tập 2? Lão nương không đợi được nữa rồi, nếu còn không ra sách, ta sẽ đi đốt trụi hiệu sách của hắn. Vậy, thần sẽ đi dục ngay ạ.